Trong những ngày nắng nóng như thế này, được xuống biển và thưởng thức những món hải sản ở đây thì thật là hấp dẫn. Và ngày hôm nay thì chuyên mục ẩm thực xứ Nghệ sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn món sum biển hay còn gọi là món hải sâm. Quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé! Sum biển là một loại hải sâm quý, thân dạng ống, quanh mình có nhiều chất nhớt, trơn, có nhiều ở các tỉnh ven biển miền Trung, trong đó Nghệ An, Thanh Hóa là nhiều nhất. Nguyên liệu để làm món sum om cà gồm có sum biển sơ chế sạch, cà, hành tăm đập dập, tỏi, một chút ruốc, lạc rang, rau thơm gồm có lá lốt, tía tô, rau ngổ, hành lá, ớt cay. Sum sau khi làm sạch được ướp gia vị khoảng 15 phút, phi thơm hành tăm và cho sum vào xào. Sau đó bỏ cà vào đảo cùng sum, cho một ít nước rồi giảm nhỏ lửa, cho sum và cà chín đều và ngấm gia vị. Khi chín, chúng ta bóc xuống, rắc thêm rau thơm, tiêu là có thể thưởng thức ngay lập tức. Sum om cà thơm lừng, ngọt lịm, miếng sum giòn sật, hấp dẫn mọi người. Ngoài là món ăn ngon thì sum biển còn rất tốt cho sức khỏe.